Xin chào mọi người, quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Đấy thì video ngày hôm nay thì em sẽ tổng hợp và báo giá cho mọi người và cũng phân tích luôn cho mọi người về cái ưu và nhược điểm của các cái dòng cưa xích chạy pin trên của cửa hàng. Thì bây giờ trên thị trường thì nó có cưa xích điện và cưa xích xăng, nó xuất hiện rất là lâu rồi. Cưa xích pin thì mới gần đây nhưng mà cũng rất là đa dạng luôn. Thì bên em có đủ các cái xích lam đủ thể loại từ 6 inch, 8 inch, 10 inch và 12 inch thì sẽ báo giá cho mọi người nhé. Nói chung là cưa xích bằng pin thì cái chắc chắn ấy, cái ưu điểm của nó đó là sự tiện lợi. Đấy, mọi người có một cái máy như này, mọi người lắp quả pin vào thôi đúng không? Rồi mọi người đi cắt thôi. Đấy, thế còn nhược điểm của nó thì chắc chắn là nó không thể khỏe bằng cưa xích xăng hay là cưa xích điện rồi. Cho nên nếu mọi người đi ở trên đường hay là vào một cái nhà xưởng thì phần lớn là mọi người sẽ sử dụng là xăng hoặc là điện. Đấy, tuy nhiên thì xăng thì nó có cái nhược điểm đó là mùi xăng đúng không? Nếu mà chúng ta cắt ít thì hay là kể cắt nhiều thì cái mùi xăng nó cũng rất là độc cho sức khỏe. Thế còn cưa xích điện thì là phải kéo cái dây, lúc nào cũng phải có cái dây. Đấy, tất nhiên là cường độ làm của những cái dòng mà xích xăng và xích điện ấy thì nó sẽ cao hơn so với xích pin. Đấy, nhưng mà xích pin dùng ở mức gọi là cơ động và dùng gia đình rất là phù hợp luôn. Thậm chí nhá, mình bán cưa xích pin cho một số anh em trên Tuyên Quang hay là các tỉnh vùng cao ấy là họ sử dụng cưa xích pin rất là nhiều luôn. Đấy thì có chỉ có mang vào xưởng là họ dùng xăng hay dùng điện thôi. Đấy, thường thì dược xưởng nó sẽ dùng điện tại vì dùng tại chỗ mà. Đấy thì mua cưa xích pin thì mọi người sẽ có cái yếu tố chính đó là về cái chiều dài của lam. Đây ví dụ như lam xích như này thì bên em có đủ loại nhá. Ví dụ như con Drama này nó là 6 inch này, con Huka này là 8 inch này, con Huka này là 10 inch và con to nhất hiện tại là 12 inch. Thực ra ấy là cưa xích pin bây giờ một số dòng cao cấp như Makita nó còn có 16 inch, thậm chí là cao hơn 16 inch. Nhưng mà 16 inch mà lắp với cả pin ấy thì thường nó phải đầu tư pin rất là nhiều. Đấy, pin thì vài quả pin chẳng hạn hay là pin nó cao cấp thì tính ra chi phí nó rất là cao. Cho nên là những hãng OEM như là Detong, Hokan họ rất ít họ làm những cái dòng cưa xích to hẳn. Đấy, chi phí nó nhiều mà. Thì inch quy đổi theo cm thì bây giờ trên mạng nó cũng có hết rồi, điện thoại thông minh ai cũng có rồi. Thì ví dụ như con 6 inch này của Drama thì nó là 15 phân thì mọi người trừ cho em một cái phần đầu như này thì cứ nó sẽ cắt được khoảng 10 đến 12 cm. Đấy, mọi người xác định cho em, tất nhiên là cắt to hơn, mọi người cắt 20-25 cm cái đường kính của gỗ vẫn được. Đấy, mọi người cắt vòng quanh thôi nhưng mà nó sẽ hơi bị quá tải so với máy và hơi vất vả cho chúng ta, thì chúng ta nên sử dụng những dòng mà to hơn, ví dụ như là 12 inch. Đấy thì ví dụ như là 6 inch là 15 phân này, 8 inch như con này thì là 20 phân, 10 inch là 25 phân và 12 inch của nó là 30 phân. Đấy thì cũng theo kích thước thôi. Đấy, các dòng bây giờ cưa xích thì đều là chạy từ không chổi than hết. Đấy, ví dụ như con này nhá, của Drama là phân khúc rẻ nhất bên em thì nó là 480.000. Đấy, cưa xích là 6 inch không chổi than. Đấy, cái nào dòng này thì nó là chai nhớt bằng cơm, tức là xích như này này, mọi người có một cái bình mọi người chai nhớt vào, mục đích của chai nhớt đó là giảm nóng. Ví dụ khi cắt thì nó nóng đúng không, nó nóng thì nó sẽ cùn nhanh. Đấy thì giảm nóng của cái xích đi. Đấy thì chúng ta sẽ tra bằng tay, bằng cơm. Đấy thì thỉnh thoảng thôi, tại vì cái con này nó cắt là cắt nhỏ cho nên là chúng ta cắt một thời gian là chúng ta châm nhớt cũng được, không phải sao cả. Tại vì đa số là cắt nhỏ và cho giá thành nó rẻ. Thì 480.000 con này nhá. Con này trước giá của nó cũng toàn 590-600 cơ. Đấy, của Drama chân pin Makita phổ thông 400. Đây em báo cho mọi người tất cả là giá thân máy chưa có pin sạc, xong mọi người tự cân đối tùy theo nhu cầu hoặc là mọi người có bị pin sẵn rồi. Đấy, con tiếp theo, con này của ba dòng này của Hukan thì nó đều là động cơ khối. Đấy, tức là động cơ nó sẽ là động cơ chống sát cốt và nó là đều có châm nhớt tự động. Đây, các bình nhớt của nó đây. Ví dụ con 8 inch này, con 10 inch cũng có luôn. Đây. Hoặc là con 12 inch. Đấy, tất nhiên là càng cao thì hộp bình nhớt nó càng lớn. Thế còn về phần nhớt ấy thì mọi người có thể nên mua, khuyến khích mọi người là nên mua nhớt mới. Đấy, ví dụ một bình 800ml này em mua mấy chục nghìn mà dùng cả năm rồi test tiếp cũng không phải là ít. Mà chưa hết, đấy vẫn còn, tại vì nó ăn nó không ăn nhiều đâu. Đấy, cho nên là mọi người mua, tại vì mua dầu nhớt nhiều khi nó có cặn nên nó sẽ vào động cơ nó không hay. Đấy, nó, tại vì nó chảy qua động cơ chạy vào xích vào. 8 inch, con này 8 inch thì giá là 1.250.000 là thân máy. Đây em báo cho mọi người tất cả là giá thân máy chưa có pin sạc. Đấy, pin sạc thì chúng ta mua rồi, tại vì rất nhiều anh chị người ta có pin rồi, người ta không có cần mua nữa. Hukan thì không biết mọi người mua cưa bao nhiêu inch nhưng mà họ sẽ cho mọi người một cái thùng rất to. Đây ví dụ thùng này của con 10 inch này. Đấy, tại vì đồ xích như này nó cũng gọi là nguy hiểm. Ví dụ mọi người dùng xong mọi người để trong thùng, ở nhà có trẻ con hay là người lớn tuổi dùng cẩn thận đúng không? Đấy thì đây là hộp của 10 inch này, hộp của 12 inch nó to nữa. Hộp này to bằng nửa cái người luôn đấy. Đấy thì con 10 inch giờ nó cũng đang có chương trình về giá rất là tốt. Đấy, hộp nhớt của nó thì ở đây nhá.
Con 10X này có hai cái hay. Hay một cái là mọi người có thể cầm ở tư thế một tay như này. Đây ví dụ mọi người cầm một tay, con này là cầm hoàn toàn một tay đúng không? Đấy, có thể giữ như này cho chắc. Con 12 inch, con 10 inch là cũng cầm một tay được. Và cái thứ hai là mọi người có thể là lắp một cái tay cầm như này. Đây, mọi người lắp tay cầm như này. Mọi người dùng hai tay cũng được. Đấy, thì rất là cơ động luôn. Mà cái thế cầm con này rất là tự nhiên, rất là sướng. Con này thì giá của nó em xin được giá của hãng tốt, đó là 1250. Đấy, trước đây bán toàn 1350 mà. Đấy, video cắt con này thì em có rất là nhiều nhá, cắt cũng gỗ to, gỗ nhỏ cũng rất là nhiều rồi. Đấy, thế còn con to nhất của Hukan đó là con 12 inch. Đấy. Con này thì bình nhất nó rất là lớn, máy to, để mọi người cầm như này là luôn luôn tư thế 2 inch. Tại vì cầm hai tay, cầm một tay thì nó hơi bị mỏi. Con này thì nó có thêm một cái tính năng rất là hay, đó là lấy an toàn kép. Đấy, ví dụ như là con 10 inch này. Con 10 inch này thì cái này nó chỉ là cái lớp bảo vệ thôi, cái chắn thôi, cái phần nhựa thôi. Đấy, nhưng mà con này thì nó là lấy an toàn kép. Đấy, trên một số con đều vua hay là con Makita hãng là có. Đây ví dụ như này. Đấy. Thông thường khi chúng ta cắt mà nó bị xốc xích ấy, đấy thì chúng ta nó hất ngược lại chúng ta đúng không? Cái tay chúng ta tư thế cầm như này đẩy ra thì nó sẽ ngắt. Đấy, mọi người lưu ý nhá, tại vì nhiều anh chị em là mua máy về xong chạy ok ngon lành rồi nhưng mà chẳng may là gặp phải cái này mà không biết nó là gì. Thế sau đến lúc bấm máy thì nó lại không chạy đây. Đấy. Thì lại tưởng nó lỗi nhưng mà đây là chúng ta đang gạt cái thứ gì an toàn. Đó thì con này là rất là hay, an toàn cực kỳ luôn. Đấy thì con này thân máy của nó nhá, chưa pin sạc là giá 1,4 triệu. Chưa pin sạc 1,4 triệu. Thế còn kích thước thì đây đo cho mọi người nhá, để mọi người biết là ví dụ như là cái cân nặng của các con này. Đây ví dụ lên như này. Đây con 8 inch này. 8 inch thì của nó là 1,4 cân. Ví dụ mà lắp thêm một quả pin 10 cell. Đây giả sử lắp thêm một quả pin 10 cell thì nó là 2 cân. Nói chung cầm khá là thoải mái. Đấy đúng không? Cầm một tay khá là thoải mái. Thế còn con 10 inch, đây là chưa có xích nhưng mà thực ra xích nó cũng chả đáng bao nhiêu, chắc được thêm một lạng. Thì nó rơi tầm 2,2 cân. Nếu mà lắp thêm một quả pin 10 cell thì nó sẽ rơi tầm khoảng gần 3 cân. Đấy con này thì cầm hai tay cũng được, mà cầm một tay cũng được, rất là tiện. Thế còn đồng chí 12 inch to nhất, nó rơi tầm chưa pin nhé, chưa pin thì nó rơi tầm 2,6 cân và lắp thêm quả pin nữa. Đấy. Thì nó rơi tầm khoảng 3,5 cân, cầm hai tay lắp to rất là ok. Con này thì em có nhiều video khách hàng gửi lắp đây, video đăng lên cho mọi người xem. Một cái anh khách ở Tuyên Quang, anh cắt rất là ok luôn, cực kỳ ngọt luôn. Đấy thì về pin nhá, thì mọi người nên mua những cái dòng cơ xích này, nó ăn pin cực kỳ tốn, cho nên là mọi người mua cái pin nó ok một tí, đừng mua xả thấp, nó bị ngắt và nó hiệu quả kém. Đây thì báo giá cho mọi người về các cái dòng pin của Hukan, tức là cùng với hãng của cơ xích luôn. Thì nó có loại pin 10C, pin xả cao của nó nhé, thì nó hợp lý cho dùng máy ăn dòng lớn như này. Đây, ví dụ con này là 10 cell 4A thì nó sẽ là 650, tặng cho mọi người một cái sạc 2A. Thế còn con 6A Super này, nó là 15 cell 6A và tặng cho mọi người một cái sạc 2,5A thì giá là 790. Đây là mọi người mua cứ cộng lẻ giúp em thôi, ví dụ như là 1,4 triệu cộng 790 thì sẽ ra là một máy một pin một sạc. Đấy, trường hợp mọi người mua thêm một quả pin không cần sạc nữa thì trừ cái trường 150 thôi. Đấy, ví dụ 790 này trừ 150 thì là còn 640. Đấy thì cứ cộng lẻ thôi, chứ còn bản thân là Hukan nó bán bộ, không có bán bộ những cái dòng cơ xích này đâu. Cơ xích là mọi người chủ động mua pin, đầu tư theo cái nhu cầu sử dụng. Chúng ta cắt ít thì chúng ta mua quả pin nhỏ cũng được, và chúng ta mà cắt nhiều mà đi rừng nhiều thì có thể sắm 3 quả pin này cũng là bình thường. Đấy, tính ra tổng lại mà 3 quả pin này cộng với cả một cái thân máy này nó đắt còn hơn cả cơ điện cơ, nhưng mà đổ lại cái tính tiện ích của nó rất là cao. Đấy, thế còn mọi người có thể sử dụng pin đóng của cửa hàng bên em. Đấy, con này là 10 cell, cell của EVE là dung lượng 5A. Thì con này không có chương trình tận sạc nhé, giá là 580.000 là chỉ có pin. Đấy, cắt cũng rất ok luôn. Thế còn thích thì mọi người có thể mua Blood. Đây, Blood 15 cell của Drama là 440, nó hơi cọc cạch một tí thôi nhưng mà cũng không sao cả. Tại vì nó là cùng chân phổ thông hết mà. 440 này hoặc có 20 cell là 600. Đấy, thêm sạc 100 nữa chẳng hạn là ok rồi, lao vào chiến thôi. Đấy thì bây giờ sẽ đi cắt tại cửa hàng nhá. Còn phần lớn các cái máy cơ xích này bên em cũng rất là nhiều video test rồi để cho mọi người xem nhá. Ok mọi người nhá.
Đấy, về cách chai nhớt thì cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người nên sử dụng nhớt xe máy mới. Tại một chai như này thì không đáng bao nhiêu đâu, tại dùng được rất là lâu. Nhớt cũ thì nhiều khi nó hay có những cái cặn, cái bẩn ấy, thì nó là ảnh hưởng đến động cơ. Đấy, mọi người có thể chuyển qua cái này. Cái này thì là trong hộp có sẵn rồi nhá. Đấy, bình của nó đây, tháo ra. Bình này khá là lớn, 80 mm. Đấy, cắt thì cắt nhiều, cắt ít, cắt dùng được trong bao lâu thì tùy mọi người. Mọi người cắt nhiều, cắt ít thì là không có con số cụ thể. Đấy, nhưng mà có những lần em đi test dùng cái này cả đôi tuần cả hết. Đấy, nhất là nhớt xe máy nhá, nhớt ô tô cũng được, nhưng mà tốt nhất là nhớt mới, đừng mua, đừng sử dụng bản nhớt cặn. Lẫy là lẫy kép này. Đấy, lẫy kép đây mọi người nhìn này, cái nó bằng đúng là kính luôn. Đấy, thế là gần 30 phân, cái hai inch là gần 30 phân mà. Cắt cẩn thận tránh cái sắt ra là ok. Nói chung là tay không phải tay thợ đây, hơn một găng tay này. Anh em trong Nam gọi là gần ba tấc ấy, gần ba tấc, gần 30 phân. Và gỗ này là cái mình để năm ngoái đến năm nay, rất lâu rồi nó bị cứng. Đây này một số cái mũi mà nó bị không rút ra được, và các cái đầu vít này rất lâu rồi. Đấy, hôm nay muốn cắt bỏ. Đấy, chứ còn nếu mà mọi người cắt này mình nghĩ là đến giới hạn của máy rồi. Nếu mà cắt nhiều như này, một ngày anh chị cắt 50-100 cái này thì tốt nhất là sử dụng cơ xăng. Nếu mà cắt những cái đơn giản như này hay là trong video ấy thì mọi người có thể sử dụng con pin được. Chúng ta phải xác định được việc trước khi chúng ta làm, chúng ta đầu tư nhé.